Xin chào mọi người, xin chào quý các bạn. Chúng ta sẽ lại đến với Toyota Corolla Cross. Đây là phiên bản gọi là bản bay. Chúng ta gọi nhanh là như vậy đi ạ. Bên này thì chúng ta có phiên bản cao hơn một chút, sử dụng cùng động cơ 1.8. Thôi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với bản thấp, nhưng mà trang bị có lẽ lại không thấp một chút nào, với cái giá bán là 720 triệu. Còn phiên bản cao hơn thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ phải thêm 100 triệu nữa và là 820 triệu để có thể sở hữu những công nghệ, những trang bị ở trên chiếc xe đó. Với chiếc xe này chúng ta có gì? Đèn, chúng ta có bóng projector, có bi cầu. Đấy. Đèn xi nhan vẫn là bóng halogen. Phiên bản này thì chúng ta sẽ chỉ có một cái dải nhựa đen ở đây thôi, mà không có đèn LED định vị ban ngày ở đây. Phần lưới tản nhiệt phía trước thì sẽ bị thiếu vắng đi cái thanh nẹp chrome chạy ngang nối với cả logo Toyota chính giữa. Khối động cơ 1.8 lít này thì sản sinh công suất là 130 mấy mã lực ấy các bạn ạ. Và mô xoắn cực đại là 172 Nm. Đây là một cái thông số động cơ để cho chúng ta phù hợp di chuyển trong phố. Và ngay khi các bạn cần thiết đi những cung đường đèo núi hay đi đường trường thì với Cross thì khi mà đạp lên thì chúng ta cũng sẽ có những cái trải nghiệm tốt thôi. Với Toyota thì các bạn cũng đã quá biết rằng cái khối động cơ và cái khả năng vận hành bền bỉ, đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu, đúng không ạ? Đấy. Phía trước xe thì chúng ta cũng sẽ có hai cảm biến trước đặt ở hai vị trí cảm biến góc. Cái phần cảm biến góc này thì sẽ hỗ trợ chị em phụ nữ tốt khi mà chúng ta xoay chuyển ở trong đường phố đông đúc. Bộ la răng của xe này chỉ được trang bị bộ la răng 17 inch thôi. Còn đâu trên phiên bản cao hơn thì sẽ là bộ la răng 18 inch. Với cái thiết kế như thế này thì cũng nói chung là tôi thấy rằng nó cũng ổn. Lốp được trang bị là lốp Bridgestone. Thông số lốp của chiếc này là 215/60. Gương chiếu hậu cũng được trang bị đèn LED xi nhan báo rẽ ở đây. Mặt gương thì là mặt gương thường rồi, cũng không có chống chói, cũng không có cảnh báo điểm mù. Nhưng mà ở trên phần tay nắm cửa của chiếc Cross phiên bản bản bay này thì chúng ta có cả cái phần cảm ứng để chúng ta lock và unlock cửa. Đấy, mở khóa và khóa. Và khi mở khóa và khóa thì cái phần gương của xe cũng sẽ được gập theo. Và chúng ta có thể chỉnh ở trong cái phần tab bì cửa bên ghế lái các bạn. Rồi. Và những cái đường gân ở trên xe hay là những cái chi tiết được trang bị ở trên phần thân này thì có lẽ rằng quý vị các bạn cũng đã xem anh Lê Hùng chia sẻ rất là kỹ lưỡng ở trên kênh YouTube của AutoEli rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra nhanh cái phiên bản này có được trang bị những gì thôi. Và cái điểm mà tôi khá thích ở trên Toyota Corolla Cross này thì chính là cái phần ốp nhựa ở đây. Đấy gọi là kiểu ốp vỏ sò, khiến cho cái việc đi vào những cái cung đường xấu ấy thì chúng ta lên xuống nó không bị bẩn cái ống quần, bởi vì nó che hết xuống dưới này rồi. Bùn bẩn bắn lên đây thì bắn lên đây thôi, nó không ảnh hưởng gì tới sơn và cũng không ảnh hưởng gì tới cái phần bao lê ở bên trong, đúng không ạ? Đấy, bọn thấy nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng tiến xuống phần cốp để tôi xem nào. Phần đèn hậu này thì giữ nguyên thiết kế như vậy. Chúng ta sẽ chỉ có thiếu vắng cái công nghệ LED. À không, ở đây chúng ta vẫn có đèn LED này, nhưng mà xi nhan với các thứ còn lại thì sẽ sử dụng bóng halogen mà thôi. Đấy, cũng có cam lùi luôn. Đằng sau cũng được trang bị đầy đủ 4 cảm biến sau. Đối với cả chiếc Corolla Cross này ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng những cái phần ốp nhựa đen nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Đấy, ở trên những cái phiên bản cao, đúng không ạ? Đương nhiên rồi, thêm tiền là thêm option, thêm trang bị mà các bạn. Phần cốp của chiếc xe này thì rộng, rất là thoải mái. Lốp bánh dự phòng ở đây đầy đủ. Đây. Chúng ta cũng sẽ có một cái thanh ngăn ở đây để có thể để đồ lên trên. Chị em phụ nữ thì rất là thích cái đấy. Tôi sẽ ngồi thử vào đây để cho các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây, cái không gian để đồ của chiếc xe này rộng đấy, phải không ạ? Cần thiết thì chúng ta có thể mở rộng cái không gian này bằng cách gập cái hàng ghế thứ hai xuống. Rồi. Tôi sẽ lật cái ghế này lên để chúng ta sẽ cùng vào ngó nhanh lại một chút về không gian bên trong của chiếc xe này. Đấy, mời các bạn vào cửa vào đây luôn. Xin lỗi các bạn nhé, xe bản này cũng mới về đại lý thế cho nên là
tôi cũng làm luôn cho các bạn luôn. Các phần ni lông rồi phần bên ngoài xe nó chưa được sạch sẽ lắm. Các anh ấy cũng mới chỉ kịp active những cái tính năng cơ bản để cho tôi có thể giới thiệu với các bạn thôi. Đây, ghế thì được chỉnh với 2 độ ngả. Bây giờ tôi đang để cái độ ngả tốt nhất rồi. Phần đầu của tôi tới trần xe thì còn một khoảng khá nhiều. Đầu gối của tôi tới lưng hàng ghế thứ nhất cũng vậy. Bệ tì tay, hai khay để cốc có thứ thì đầy đủ. Làm một chiếc xe nhỏ thế cho nên là những cái vị trí để đồ, để chai nước các thứ thì được tận dụng tối đa. Đây, ở trên những cái phần táp bì cửa này, các bạn thấy này. Ở đây thì tôi nghĩ sẽ chỉ để những cái chai nước cỡ khoảng 750ml chỗ đổ xuống thôi. Ghế da màu nâu đỏ nhé. Rồi có đục lỗ để giúp chúng ta thoáng hơn khi mà ngồi lâu trên những hành trình dài. Cửa sổ trời là không có rồi. Túi khí cũng rất đầy đủ. Trong xe cũng được trang bị đầy đủ túi khí luôn, túi khí rèm, túi khí phía trước cho người lái, túi khí đầu gối các thứ, túi khí ghế phụ. Đấy. Rồi ngay cả những cái vị trí Icefix gắn ghế cho trẻ em. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, cổng sạc điện USB ở đây đầy đủ hết. Với 720 triệu thì tôi thấy rằng chiếc Cora Cross này là một lựa chọn cũng rất đáng nên cân nhắc. Khoang nội thất của xe, tôi sẽ bỏ kính ra. Cora Cross thì chưa có học để kính, cái này thì tôi cảm thấy là hơi bất tiện các bạn ạ. Bệ tì tay nhỏ nhưng mà thiết kế trượt lên trượt xuống, thế cho nên là trong những cái hành trình dài thì chúng ta vẫn có cái vị trí để tay rất là phù hợp. Nhựa mềm giả da đấy, cũng đồng màu với cả màu da luôn, nhìn rất là hấp dẫn. Trên đây thì cũng toàn bộ là nhựa cứng đấy. Phần âm thanh ở trên chiếc xe này thì tôi nghe đánh giá rằng nó ở mức được đủ dùng thôi. Còn nếu mà các bạn muốn nghe trải nghiệm hay ấy, thì các bạn nên sở hữu cái phiên bản động cơ hybrid ấy. Phiên bản đó từ màn hình sử dụng chúng ta nhìn thấy là nó nét này, nó sướng này, âm thanh nghe hay này. Rồi cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe đó khi mà chúng ta đi ở trong đô thị hay đi đường trường, tôi đã trải nghiệm rồi và tôi đánh giá rất cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Ở đây thì cũng có điều hòa chỉnh điện, chứ cũng không phải là vì là bản thấp mà chúng ta có điều hòa chỉnh cơ. Đấy. Điều hòa là một vùng thôi. Ở trên cái phần bảng tác lô trung tâm ở đây thì chúng ta có màn hình cảm ứng 7 inch. Phần màn hình cảm ứng 7 inch này thì thứ nhất là nó nhỏ, thứ hai là cái độ hiển thị của nó thì nó chỉ ở mức đủ để cho chúng ta sử dụng thông thường thôi, chứ nó không có cái sự hiển thị tốt. Tôi sẽ kiểm tra luôn bằng cách cài số lùi để các bạn có thể quan sát. Đấy. Nó tương đối giống với cả những mẫu xe khác của Toyota. Nó chưa có sự khác biệt nhiều. Lên những cái bản cao, ví dụ như là bản động cơ hybrid ấy, thì tôi thấy rằng cái hiển thị trên cái đồng hồ, cái màn hình đó rất là tốt. Đặc biệt là khi chúng ta gà xi nhan, có cái hệ thống cam ở ngay bên, hiển thị luôn lên trên phần màn hình ở đây để chúng ta có thể quan sát rất là dễ dàng, thay vì có cả cảnh báo điểm mù, cả cam. Đấy, chúng ta quan sát đây nhìn nó vẫn sướng hơn đúng không ạ? Trên chiếc xe này thì thiếu hụt đi cái cam 360 này, chỉ có cam sau thôi này. Đấy, và cái công nghệ hỗ trợ an toàn trong một cái gói của Toyota, từ giữ làn đường này, Adaptive Cruise Control này, rồi giữ khoảng cách, phanh khoảng cách các thứ, hỗ trợ phanh khẩn cấp nữa. Trên chiếc xe này thì chúng ta vẫn có ga tự động Cruise Control. Đấy, chưa có lim. Và đàm thoại rảnh tay, ra lệnh giọng nói thì cũng được trang bị đầy đủ hết. Phần bảng đồng hồ ở phía sau thì chúng ta sẽ không có màn hình cỡ to mà chỉ có một cái màn hình TFT cỡ nhỏ thôi, kết hợp với phần đồng hồ analog cơ bản. Đấy, các bạn cũng có thể, đây, đồng hồ màn hình TFT thì các bạn có thể nhìn ở phía bên này. Rồi, chúng ta cũng nhìn nhanh, đánh giá nhanh cái trang bị như vậy thôi. Đèn pha của Toyota Corolla Cross thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh cái góc chiếu ở chế độ cốt. Các bạn có thể nâng lên hoặc hạ xuống rất là đơn giản thông qua một cái núm xoay ở đây. Trước đây thì những mẫu xe của Toyota hay là những mẫu xe của những cái năm trước đây đấy, thì chúng ta sẽ phải dùng tô vít để vặn ốc ở phần đèn pha để căn chỉnh cái độ cao thấp. Nhưng mà bây giờ thì với những cái trang bị con lăn, phím có măng các thứ ở đây thì chúng ta có thể thoải mái điều chỉnh, nó cũng dễ dàng hơn nhiều rồi. Và đương nhiên rồi, chúng ta vẫn được trang bị chìa khóa Smart Key, rồi nút khởi động Start Stop Engine.
Học để đồ này thì cũng vẫn vậy thôi, không có gì cả. Các bạn có thể nhìn thấy cái khu vực cần số ở chính giữa này thì cũng đã được giữ nguyên những cái thiết kế như vậy, chỉ thiếu vắng đi những cái phần nút bấm ở đây. Đấy, để chuyển chế độ rồi các cái chế độ lái, rồi ngay ở trên những cái chiếc xe ở trên phiên bản hybrid ấy thì sẽ có cả chế độ AV mode để chúng ta vận hành. Ở đây thì chỉ còn xuất hiện mỗi một nút cuối cùng nữa là nút tắt hệ thống cân bằng điện tử. Với những cái trang bị cần thiết ở trên xe thì tôi đánh giá cao cái phần gương chống chói tự động này, vì khi các bạn đi xe buổi tối ấy, các bạn sử dụng xe nhiều, các bạn sẽ thấy rằng với những cái xe mà được trang bị cái gương gật gù như thế này hay là không có chống chói tự động thì cái việc mà xe đằng sau chiếu pha đường cao tốc mà nó hắt vào mắt chúng ta rất là khó chịu. Kể cả mà xe nào ngon ấy thì nên có cả trang bị ở trên gương chiếu hậu này cũng là chống chói này, bên ngoài, bên trong. Phiên bản này thì cũng được giữ cái gương chống chói tự động ở đây, mặc dù là chưa phải gương không viền nhưng mà được cái thiết kế là viền khá là nhỏ. Đấy, nhìn cũng ok, vì là một chiếc xe nhỏ không gian lại muốn rộng rãi đấy, cho nên là các kỹ sư của Toyota cũng đã khá khéo léo khi bỏ cái phần phanh tay ở đây đi mà chuyển thành phanh chân ở phía dưới này. Đấy, các bạn có thể thấy phanh chân. Kể ra được trang bị là phanh điện tử, có thêm cả auto hold thì hay các bạn nhỉ. Chúng ta chỉ cần bấm hay kéo ở đây thôi, rất là thuận tiện. Ghế lái chỉnh điện. Rồi chúng ta sẽ cùng quay lại một chút phần kết nối ở trên bảng màn hình chính giữa trung tâm nhé các bạn nhé. Trên màn hình này thì tôi thấy bây giờ hiện tại đang còn kết nối Bluetooth này. Đấy, để tôi xem là còn Apple CarPlay, Android Auto không nhé. Cổng USB này không có này. Chúng ta sẽ tìm kiếm vào phần cài đặt đi. Để tôi xem là như vậy là trên chiếc xe phiên bản Bay này thì chúng ta sẽ không có kết nối Apple CarPlay hay Android Auto. Đúng rồi, chính xác rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ thiếu mất đi cái đó. Đấy, chúng ta sẽ chỉ còn kết nối Bluetooth thôi. Với cái giá bán 720 triệu thì quý vị các bạn thấy sao về phiên bản thấp của chiếc Toyota Corolla Cross này? Các bạn hãy để lại những đánh giá, những comment của mình ở ngay phía dưới video. Và cũng đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Auto Elite để chúng ta cùng nhau trao đổi, chia sẻ nhiều hơn về những mẫu xe. Xin chào và hẹn gặp lại.